Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó chính là cốc thả bồn cầu của Hàn Quốc nha các bạn. Đây là một cốc thả bồn cầu đó, các bạn có thể thấy nè, nó có hai cái lỗ nè. Thì cái cốc thả bồn cầu này á, tác dụng của nó là coi như là diệt khuẩn, ngăn mảng bám trên những cái thành cầu nè các bạn, những cái thành bồn cầu này nè, rồi khiến cho cái như là cái bồn cầu của bạn, cái nước á nó sẽ màu xanh, nó sẽ đổi qua cái màu khác, nó sẽ thơm, nó sẽ khử mùi cho cái bồn cầu các bạn, rất là thơm, nó không bị ố vàng, hạn chế sự sinh trưởng của vi khuẩn, vi trùng này nọ, mà quan trọng nhất là khử mùi các bạn, rất là thơm nha các bạn. Xài có thể là khoảng từ 2 cho đến 3 tháng nha các bạn, tùy theo cái công sức của bạn sử dụng bồn cầu nữa. Thì các bạn thấy nè, nó vậy nè, các bạn xay cái lúc mà các bạn bỏ vô á, thì các bạn xay như thế này nè, xay thế này để cho cái nước nó thấm vô đây và nó bay lên. Rồi bình thường á, thì lúc mà mình chưa có sử dụng thì mình sử dụng mình đóng lại đó. Thì cái cách sử dụng là rất đơn giản thôi, cách sử dụng là các bạn mở nắp này ra, các bạn xả cho hết nước và các bạn để vô chỗ này ngay cái chỗ mà cái bồn xả nước á, để cho cái nước nó thấm vô đây và nó sẽ trong nó sẽ chuyển qua một cái màu khác là màu xanh như thế này các bạn, rất là thơm nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ làm thử cho bạn coi nha. Đó, đầu tiên các bạn mở cái nắp xả bồn cầu ra, rồi các bạn mới đầu là các bạn mở này ra nè, các bạn xoay một vòng, em xoay vòng đi đó, em xoay qua vòng. Hé thôi hả, chứ không có xây hết phải không? Hé thôi. Chứ xây xây thôi, xây hết thì nó hao phải không? Vâng, như các bạn là mình để hé nhỏ này ra thôi nha các bạn, chứ khỏi có mở banh như thế này. Chắc sợ mở là hao. Nó hao gì mình bỏ một xíu thôi. Nhưng mà hé gì chỉ nó cái cục này xài khoảng 2-3 tháng á, chừng nào nó hết xanh thì rồi. Rồi mình hé đi rồi. Đầu tiên là các bạn xả hết nước nha các bạn. Các bạn nè, đó các bạn bật xả hết nước. Đó, cho nó hết nước của bồn luôn. Rồi các bạn tiếp theo đó, các bạn bỏ cái cục này vô cái vị trí mà như thế này nè. Này phải không? Ừ. Đó, cái vị trí gần giò sạch như thế đó. Đó, các bạn bỏ vô. Bạn cho nó nằm vậy đó. Đó, bạn cho nó nằm vậy nè, ngay góc rồi đó. Thì sau đó cái nước nó sẽ đầy cái bồn và nó lấy nước từ trong cái màu kia ra, thì nó sẽ chuyển qua màu xanh. Các bạn đợi chút xíu nha. Đó, sau thời gian khoảng 10 đến 15 phút nha các bạn, thì nước nó đã chuyển qua cái màu xanh này như các bạn thấy không nè, mình cho mình soi cho bạn thấy nè, này màu trắng nè, cái này màu xanh nè. Thì đây là một cái cốc thả bồn cầu rất là hiệu quả nha các bạn. Một cục thì mình sử dụng được khoảng 2 đến 3 tháng, cái giá của cục này là tụi mình có bán luôn, ship code toàn quốc nha các bạn là khoảng 50k. Đó, các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ nhắn tin số điện thoại, mình sẽ để số điện thoại trong phần miêu tả của video nha các bạn. Đó, chuyển qua màu xanh liền luôn. Bây giờ em sẽ xả nước thử coi nè. Đây, em xả thử đây. Đó, thấy chưa? Qua màu xanh liền. Ghê không? Ừ. Chừng nào mà mình xả mà mốt mà hết màu xanh này á thì mình hả thay cốc khác. Mình mua cục mới đó. Ừ, bỏ vô lấy ra rồi thay cốc khác. Ừ. Nó dạng giống như sáp nha. Ừ. Đó. Có lý ha. Ừ. Cho nó thơm tho được. Đó. Các bạn nhớ các bạn hí hí rồi nha các bạn, chứ để mình mở quá thì nó hao các bạn. Đó, nói chung là cái này 50.000 xài cho nó khử mùi đó, quá là thơm, thấy không? Tiện đó. Lợi đó, bạn thấy không, rất tiện lợi nha các bạn, khử mùi nó hạn chế những cái mảng bám vàng ở trên đây nữa các bạn, mấy bạn đỡ vệ sinh rồi lau chùi bồn cầu các bạn cũng khỏe nữa. Vâng, và hôm thôi mình xin kết thúc video của mình tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.